Đây là quán cà phê rất tuyệt vời của xã Mường Hoa, nằm ngay gần với trường trung học cơ sở Hầu Thảo, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Quán cà phê ở trên cao có con suối, bên cạnh dốc rách chảy. Hệ thống nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo. Đồ uống ở đây cũng rất ngon. Buổi đêm hoặc buổi chiều hoặc buổi sáng, bình minh ngồi đây ngắm bình minh hoặc buổi chiều ngắm hoàng hôn, hoặc buổi tối ngồi nhâm nhi một chai bia với bạn bè, thật là tuyệt vời. Ở đây luôn luôn có sương gió mây luồn qua các dãy bàn, luồn qua những khe cửa và ngồi rất tuyệt vời. Cảm nhận cái lạnh của Sapa thật đẹp. Giá cả rất hợp lý, bạn hãy đến và trải nghiệm nhé.